Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và các em đừng quên truy cập vào trang web học toán online123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 2. Thì trong video hôm nay, kênh học toán online chia sẻ với các em dạng đề thi học kỳ 2 của môn toán lớp 2. Các em nhớ đề này chỉ mang tính chất tham khảo, giúp các em rèn luyện và củng cố thêm kiến thức để chuẩn bị tốt cho kỳ thi kỳ 2 của môn toán lớp 2 sắp tới. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đề thi. Thì đầu tiên là câu 1. Các em khoanh vào chữ đặt trước, kết quả đúng. Một nhỏ, số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 1 mét bằng chấm chấm cm là A là 10, B là 20, C là 100 và D là 1000. Thì các em biết là 1 mét bằng 10 dm và bằng 100 cm. 1 mét bằng 100 cm, như vậy đáp án đúng ở đây sẽ là 100, tức là các em khoanh tròn vào chữ C. Tiếp theo là câu 2, điền số thích hợp vào chỗ chấm. 1 kg bằng bao nhiêu gam? Thì câu này tương đối dễ, các em biết là 1 kg bằng 1000 gam. Rồi tiếp theo mà các em sang câu 3, tìm x. A nhỏ 5 nhân x bằng 25. Như vậy x bằng bao nhiêu? Muốn biết x bằng bao nhiêu thì các em phải xác định được x nó đóng vai trò như thế nào trong phép tính này. Ở đây ta có phép tính là 5 nhân x bằng 25. Trong đó 5 là thừa số, x là thừa số và 25 là tích. Các em muốn tìm x tức là các em tìm thừa số. Thì thừa số bằng tích chia cho thừa số kia. Tức là x sẽ bằng tích là 25. Chia cho thừa số kia tức là chia cho 5. Thì 25 chia cho 5. Các em nhẩm xem mấy nhân 5 bằng 25. 5 nhân 5 bằng 25. Như vậy ở đây 25 chia cho 5 thì bằng 5. Ta có x bằng 5. Tiếp theo các em sang câu B là x chia cho 4 bằng 4. Như vậy x bằng bao nhiêu? Ở đây x là số bị chia, 4 là số chia và 4 là thương. Thì muốn tìm x tức là các em tìm số bị chia. Muốn tìm số bị chia các em lấy thương nhân với số chia, tức là lấy 4 nhân với 4. X chia bằng 4 nhân 4 và bằng 16. Ta có x bằng 16. Rồi tiếp theo mời các em sang câu 4. Tính 5 x 6 chia 3. 5 x 6 chia 3. Ở đây trong các phép tính của chương trình môn toán lớp 2 thì người ta mặc định cho các em là thực hiện theo thứ tự từ bên trái sang bên phải. Từ bên trái sang bên phải. Như vậy, từ bên trái sang bên phải thì các em sẽ thực hiện phép nhân trước, sau đó thực hiện phép chia sau. Các em lấy 5 x 6 bằng 30. Sau đó mới lấy 30 chia cho 3. Thì các em biết là 3 nhân 10 bằng 30. Như vậy là 30 chia 3 bằng 10. Rồi tiếp tục. Mời các em sang câu 5. Đặt tính biểu tính. A nhỏ các em thực hiện phép cộng là 683 cộng với 204. Các em nhớ cộng từ bên phải sang bên trái. Đầu tiên các em cộng các chữ số thuộc hàng đơn vị. Là 3 cộng 4 bằng 7. Viết 7. 8 cộng 0 bằng 8. Viết 8. 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. Như vậy kết quả bằng 887. Rồi tiếp theo mời các em sang câu B. 548 trừ đi 312 bằng bao nhiêu? Các em trừ từ bên phải sang bên trái. 8 trừ 2 bằng 6, viết 6. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. Và 5 trừ 3 bằng 2, viết 2. Như vậy kết quả bằng 236. Tiếp theo mời các em sang câu 6, khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Hình tam giác có độ dài các cạnh AB bằng 300 cm, BC bằng 200 cm, AC bằng 400 cm. Chu vi của hình tam giác là A là 900 cm, B là 600 cm, C là 700 cm và D là 800 cm.
Thì ở đây chúng ta sẽ phân tích bài toán này như sau. Ta có hình tam giác ABC, trong đó AB là bằng 300 cm, BC bằng 200 cm và AC dài nhất là 400 cm. Muốn tính chu vi của hình tam giác này thì các em tính tổng độ dài của ba cạnh. Chu vi của hình tam giác là tổng độ dài ba cạnh, tức là các em lấy 300 cộng với 200 và cộng với 400. Thì cách nhẩm các em lấy 3 cộng 2 bằng 5, 5 cộng với 4 bằng 9, tức là bằng 900 cm. Thì 900 cm chính là đáp án A, các em khoanh tròn vào chữ A. Tiếp theo mời các em sang câu 7, khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng. Trong hình bên có mấy hình tam giác? A là 2, B là 3, C là 4 và D là 5. Đầu tiên ta có hình tam giác thứ nhất là hình tam giác màu xanh lá cây. Hình tam giác thứ hai là hình tam giác màu xanh nước biển. Và hình tam giác thứ ba chính là hình tam giác chứa hai hình tam giác ban đầu, tức là hình tam giác có đường viền màu đỏ này. Như vậy trong hình bên có tất cả là 3 hình tam giác, các em khoanh vào chữ B. Tiếp theo mời các em sang câu 8. Lớp 2A có 32 học sinh được chia đều thành 4 hàng để tập thể dục. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh? Thì muốn giải được bài toán này, đầu tiên các em phải tóm tắt được nội dung của bài toán. Có 32 học sinh chia đều thành 4 hàng. Tức là 4 hàng có 32 học sinh. 32 học sinh. Một đoạn thẳng được chia đều thành 4 phần bằng nhau. Thì mỗi phần này sẽ tượng trưng cho số học sinh của một hàng. 4 hàng có 32 học sinh. Như vậy một hàng có bao nhiêu học sinh? Thì theo sơ đồ, muốn tính một hàng có bao nhiêu học sinh thì các em sẽ lấy 32 học sinh. Các em chia đều cho 4 hàng. 32 học sinh chia đều cho 4 hàng thì các em sẽ tìm được số học sinh của một hàng. Như vậy, chúng ta có lời giải chi tiết của bài toán là như sau. Mỗi hàng có số học sinh là, các em lấy 32 chia cho 4. Thì các em nhẩm là 4 x 8 bằng 32. Như vậy 32 chia cho 4 bằng 8, tức là 8 học sinh. Rồi các em có đáp số là 8 học sinh. Tiếp tục mời các em sang câu 9. Thùng to có 237 lít dầu, thùng nhỏ chứa hơn thùng to là 25 lít dầu. Hỏi thùng nhỏ có bao nhiêu lít dầu? Thì đầu tiên các em tóm tắt nội dung của bài toán. Ta có thùng to chứa 237 lít. Thùng nhỏ chứa ít hơn thùng to. Ít hơn thùng to. Và cụ thể là ít hơn bao nhiêu? Cụ thể là ít hơn 25 lít. Như vậy, thùng nhỏ chứa bao nhiêu lít? Thì muốn biết thùng nhỏ chứa bao nhiêu lít, các em sẽ lấy số lít dầu của thùng to là 237 trừ đi cái số lít dầu mà thùng nhỏ ít hơn, tức là trừ đi 25. Các em nhớ là ít hơn thì thực hiện phép trừ và nhiều hơn thực hiện phép cộng. Rồi. Ta có thùng nhỏ có số lít dầu là, các em lấy 237 lít. Bởi vì ít hơn thùng to là 25 lít, như vậy các em lấy số lít dầu của thùng to là 237 trừ đi 25. Thì các em đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp 237 trừ đi 25. Các em trừ từ bên phải sang bên trái. 7 trừ 5 bằng 2. 3 trừ 2 bằng 1. 2 hạ xuống. Như vậy là bằng 212 lít. Và các em có đáp số là 212 lít. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và các em đừng quên truy cập vào trang web hoctoanonline123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 2. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.